ta kêu học Phật mà thì phải thành Phật chứ, cũng như học bác sĩ thành bác sĩ á, sao không thành được. Cho nên những người nào thí dụ như đi theo một cái pháp môn nào đó, hoặc là gặp ông thầy dở, hoặc là pháp môn dở rồi tu không xong á, đừng trách ông thầy đó. À, có lẽ tại mình lúc đó mình chưa đủ thành tâm, mình chưa đủ căn duyên, mình chưa đủ sự hiểu biết một vị minh sư là như thế nào. Cái quan niệm của mình kỳ vọng một vị minh sư là như thế này, như thế nọ, như thế kia, thì mình sẽ gặp cái vị minh sư như thế này, như thế nọ, như thế đó. Nếu mà một khi nào đó mình xả bỏ tất cả những quan niệm sai lầm, những quan niệm cũ kỹ, mình bỏ hết, mình nghĩ mình lại trời lại Phật, có ông thầy nào mà hay đó gửi tới cửa cho mình à? Con không cần biết ông đó ông như thế nào, bà đó như thế nào, mặt mũi ra làm sao, con gái nhà ai ăn bận như thế nào, miễn đúng là minh sư thì xin trời Phật gửi tới cửa nhà con à, hoặc là làm cho con biết được. Cái lúc đó thế nào mình cũng gặp minh sư thứ thiệt. Còn cái khi mà mình còn ngồi đó mình kỳ vọng là gặp một ông minh sư như thế này, như thế nọ, như thế kia đó, thì trời sẽ sống, sẽ gửi tới một ông như thế kia, như thế nọ, như thế này, được chưa? Đấy, hằng thuận chúng sanh mà. Chứ nếu không thì cái cõi ta bà này nó đã biến thành một cõi khác rồi, nó không có giống như, nó không có lộn xộn như bây giờ. Tại sao thế gian này có sự khổ, có sự vui? Tôi bởi vì chúng sanh mỗi người có ý muốn họ khác nhau. Và cái sự làm việc của họ khác nhau, cho nên họ sinh ra những cái nhân quả nó không đồng. Những người làm lành á thì mai mốt họ sẽ lãnh cái quả lành. Những người làm mà những sự không lành thì họ sẽ lãnh những sự không lành. Cho nên thế giới này có người làm lành, có người làm không lành. Cho nên thế giới này có thấy sự lành, sự dữ. Nhiều khi mình làm lành kiếp trước, kiếp này mặc dù mình làm những điều dữ nhưng mình vẫn còn hưởng thụ. Nhưng cái quả dữ của mình một chút đây, già rồi mình lãnh, hoặc là đời sau mình lãnh, chứ không thể nào chạy thoát. Việt Nam mình nói thiên võng khôi khôi sư nhi bất lậu, lưới trời tuy rộng mênh mông nhưng mà một mảy lông cũng không lọt được. Đó là cái luật nhân quả của trời đất. Những người nào mà công đức lớn, tức là người ta đã tu hành lâu á, nói ra người ta hiểu liền. Trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử, Ngài có nói rằng cái khi nào mà nói đến đạo á, kẻ cao minh á, hiểu liền, chấp nhận liền. Kẻ trung bình á, thì đem về nhà nghiên cứu, thực hành, thử. Còn cái kẻ mà hạ tầng cấp á, thì họ cười. Nếu họ không cười thì không phải là đạo. Như vậy chứng minh rằng cái đạo mặc dù mình mong bao dung tất cả, nhưng mà tại vì cái lòng người hạn hẹp, tầng cấp nó khác nhau. Tại vì sao? Tại vì có người thì làm người đã lâu rồi, chịu khổ, chịu cay, chịu đắng nhiều rồi, có gặp được những vị minh sư chỉ giáo rồi, chút đỉnh rồi, hoặc là gặp những đệ tử của những vị đó cũng có liên hệ chút đỉnh, hoặc là đọc qua một hai tờ truyền đơn nào của vị minh sư đó, hoặc là dòm qua mặt hay gì đó nhưng mà không tin, hoặc là về nhà phỉ báng gì đó nhưng mà nó cũng có duyên á, nó là đã gieo cái duyên phỉ báng á, vậy cũng có duyên chứ. Mình chửi người ta cũng biết người ta rồi, mình biết rồi người ta mới chửi á, tức là có quen nhau, nghĩa là có tình cái tình quen thuộc. Rồi thì nó gieo cái duyên đó, thành ra làm người lâu rồi nó bị nhồi tới nhồi lui, mệt mỏi rồi cũng hiểu được chút đỉnh rồi. Thành ra những người đó trí huệ họ cũng khác hơn những người mà mới từ con vật lên làm người, hoặc là mới từ địa ngục lên sạch sẽ, chưa có sạch hẳn, mới tắm rửa dùng lửa tắm á. Nhiều người dùng nước tắm nhưng mà nhiều người phải dùng lửa tắm nó mới sạch. Thì đó, những cõi đó kêu bằng địa ngục. Tắm lửa thì nó hơi nóng, tắm nước thì nó hơi hơi lạnh, thấy chưa? Tắm nước thì nó mát, tắm lửa thì nóng, nó lửa nó nóng mà.
Nhiều người tắm lửa, tắm nước không đủ thì tôi xuống kia tắm nước, tắm lửa. Tắm lửa lên á thì mình mấy nó còn hơi nóng nảy, chưa? Tại nó đụng đâu, đụng đâu thiêu đó. Nói gì cũng không hiểu hết, tại còn nóng nảy lắm, thấy chưa? Còn khó chịu trong người lắm, còn đau đớn những cái vết thương chưa có lành hẳn. Trong khi tắm lửa đó thì những vết bỏng chưa có lành hẳn, lên đây tính tình cọc cằn nóng nảy. À, đụng đâu thiêu đó. Những người mà ở từ những con súc vật lên làm người đó thì họ còn kêu bằng cái gì? Thô thiển, trí huệ chưa có lấy gì làm tinh xảo lắm. Có nhiều khi người, nhiều khi những người cây cỏ, từ cây cỏ lên làm người nữa. Cây cỏ không phải nhảy một bậc lên làm người được liền, nhưng mà vì những nhân duyên nào rất là huyền diệu, có thể nhảy bậc được. Cũng như có những người học trò rất là xuất sắc, mình kêu là thần đồng đó, họ mới từ tiểu học họ nhảy lên đại học luôn, thật quá giỏi. Tại kiếp trước họ có học rồi, hoặc là họ từ những cảnh giới cao họ đi xuống, cho nên họ cái trí huệ họ còn rất là tinh xảo. Còn những người nào làm người thường thường không á thì trí huệ trung bình thôi. Những người mà sư phụ nói đâu hiểu đó liền á, mà tu mà có kết quả liền, những người đó từ cảnh giới cao xuống, họ trước kia họ tu chưa có đến mức thượng thừa, cho nên bây giờ họ xuống đây đầu thai làm người để mà được cái dịp học tiếp cho nó lẹ, học cái cõi này nó lẹ hơn, tại nó có nhồi quả, nó có trả quả, nó quân bình nó lẹ hơn. Còn tu những cảnh giới trên kia nó nhẹ nhàng quá đi, công đức không có bao nhiêu, không có công làm sao có đức, hay chưa? Thành ra nó lâu, nhiều khi người ta từ những cảnh giới kia người ta sinh xuống làm người đặng là họ tu cho lẹ. Cho nên những người đó cảnh giới cao, tâm trí họ rất là khai minh á. Rồi còn tại sao những người mà từ cây cỏ lên làm người nè? Trường hợp nó như thế này. Thí dụ như cái cây đó, lúc sinh thời có một vị Phật tại thế nào đó đến đó, có thể là bẻ cái hoa của nó, hoặc là lấy đỡ cái trái của nó mà ăn, hoặc là có một người nào đệ tử của Phật đó lấy hoa lấy trái của cái cây đó mà cúng dường cho vị Phật đó. Không cần đệ tử hay không đệ tử nữa, cái lòng thành đó là đệ tử, chứ không phải là truyền tâm ấn là đệ tử nha. Vị Phật không có phân biệt đệ tử với không đệ tử, chứ người nào thành tâm đó là đệ tử. Thành ra những người đó thành tâm đó hái một cái bông cái trái của cây đó cúng dường cho một vị Phật tại thế nào đó, là cái cây đó kiếp sau chết rồi lên làm người. Nhưng mà không phải làm người thông minh nhưng mà gặp minh sư tuy rằng gặp minh sư, nhưng mà những người đó tu hành phải còn một kiếp nữa mới được. Tu cái kiếp này hết xong rồi, kiếp người này đó, tu với vị minh sư đó xong rồi chết đi, phải làm người một kiếp nữa. Tại sao? Chưa có huấn luyện đủ cái sự thông minh, cho nên học hành chậm chạp, nói chuyện khó hiểu, vị thầy nói cũng khó hiểu. Thì giới người tại gia chỉ có 5 giới thôi, dễ lắm, thì ráng mà trì được giới nào hay giới đó. Thứ nhất là cái giới sát sanh, mình phải ráng mình trì được chừng nào hay chừng đó, rồi tất cả những cái giới khác nó đều cũng bao gồm ở trong đó. Giới sát sanh có lẽ là cái tiếng Phạn nó kêu là ahimsa. Ahimsa có nghĩa là không làm hại tới những người khác đó, chứ không phải là sát không mà thôi, không làm hại bao qua thân khẩu ý và những điều nó hành nó tỏi này kia cái nọ cũng đều là thuộc về không làm hại người khác đó. Thí dụ như mình nói mình ăn, mình không có giết con vật nào hết, mà không giết ai hết, nhưng mà mình ăn mặn đó cũng là một cách gián tiếp, tại mình không ăn ai giết. Rồi trong kinh Phật có nói sát gián tiếp và trực tiếp. Trực tiếp là tự mình giết, gián tiếp là người ta, tại vì mình mà người ta giết rồi. Thành ra đừng chối cãi cái này.
Nhiều khi trong chùa cũng có giảng những cái này rõ ràng, mà quý vị ít đi chùa hoặc là đi chùa vô cho chơi, bận quần bận áo cho đẹp chứ không có để ý nghe. Vô lạy Phật xong rồi cúng hai cái đồng bạc rồi cầu một dãy vậy nè, không biết bao nhiêu dòng họ bà con ba bốn đời vậy đó, rồi cúng hai ba cái trái cây rồi nhiều khi đem về ăn luôn. Ừ, đặng cho nó có phước. À, Phật ăn qua rồi mình ăn lợi đó, nó có phước. À, không biết Phật làm việc quá trời quá đất, lấy hai ba đồng bạc của mình mà chết luôn á. Thành ra quý vị đi chùa nhiều khi không có hỏi pháp của quý thầy, thấy chưa? Không có chịu tới đó mà học hành, không học hỏi quý thầy, không cho quý thầy có dịp để mà thi thố cái sự hiểu biết về đạo đức của quý thầy. Thứ nhất, thứ hai, quý vị càng hỏi thì quý thầy đó càng phải học thêm. À, quý vị cũng giúp đỡ cho quý thầy đó học hỏi thêm kinh điển nữa, đã sợ học trò nó hỏi bí. Sợ mấy người cư sĩ họ hỏi hơn mình. À, thành ra quý vị đi chùa mà nếu không có tìm quý thầy mà học á, là quý vị vừa hại quý thầy vừa hại cho mình, mà vừa làm cho cái chùa nó tàn nữa. Thấy chưa? Chùa nó không đúng nghĩa là chùa nữa. Chùa đó không phải là cái chỗ để mình đến mình xin xỏ. Xin xỏ cái mà phế vừa là cái gì hả? Xin xỏ những ân huệ. Nhưng mà đến đây mình khai mở cái trí huệ của mình ra. Mình không nên lúc nào cũng cầu cạnh Quan Thế Âm Bồ Tát hoặc là Đức Phật Tổ Như Lai ban ân huệ cho mình, mà mình phải làm một vị Quan Thế Âm Bồ Tát. Mình phải lúc nào cũng ráng muốn làm một vị Quan Âm Bồ Tát, tìm hết cách để đạt cái ngôi vị Bồ Tát đặng mà cứu khổ cứu nạn. Chứ một mình Quan Thế Âm Bồ Tát rồi trăm ngàn hằng hà sa số chúng sanh cứ cầu hoài vậy thì tội nghiệp cho Ngài quá, phải không? Hả? Mình làm đệ tử mà sao không có lòng nhân? À, tội nghiệp của một mình bà bà gánh đủ thứ, người nước Việt, người nước Tàu, người nước Thái, người nước Ấn, người nước Sri Lanka, người đủ thứ hết, người nào nước Phật giáo cũng cầu Quan Thế Âm Bồ Tát, mà không ai chịu thành Quan Âm Bồ Tát, không ai chịu tu hành để mà đạt được cái quả vị của Ngài, để gánh bớt cái nghiệp của Ngài, gánh bớt cái công việc làm của Ngài. Vậy cái lòng đại trượng phu của mình nó ở đâu á? Không lẽ tối ngày cứ ăn rồi xách giày cho Phật rồi ôm chân của Phật hoài vậy sao? Đời đời kiếp kiếp làm nô lệ sao? Làm nô lệ cho Phật cũng chỉ là nô lệ mà thôi. Ừ, có ngon lành gì đâu.